cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 11 tháng 1 năm 2020. Thì trên màn hình quý vị, hiện tại chúng tôi vừa hoàn thiện xong một chiếc sập thờ gỗ mít chân 24. Đây là chiếc sập thờ của anh Hà tại Thạch Sơn Lâm Thao. Thì hôm trước anh đã ký duyệt và nhận phần mộc của sản phẩm rồi. Hôm nay chúng tôi có hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao cho anh, thì tôi quay lại một video làm kỷ niệm cũng như là giới thiệu đến khách hàng đang có nhu cầu quan tâm đến những sản phẩm đồ thờ thì có thể quan sát, có thể theo dõi được chiếc sập thờ này. Do hiện tại là buổi sáng sớm nên là ánh sáng chưa được chuẩn lắm, thì tôi sản phẩm mà đang để trong phòng phun sơn nên là quý vị nhìn nó không được rõ chi tiết. Tuy nhiên là tôi cũng giới thiệu qua để mọi người tham khảo. Đây là tổng thể chiếc tập chiếc sập mọi người nhé. Tôi sẽ quay gần chi tiết hơn để có thể mọi người nhìn rõ hơn. Đây là phần dạ sập thì được đục chạm tứ linh quý vị nhé. Toàn là bộ được đục chạm thủ công bằng tay, cực kỳ sắc nét, theo mẫu tứ linh. Đây quý vị thấy bên này là chính giữa là đầu hổ phù. Đó, thì là tôi quay tổng thể sản phẩm thì do ánh sáng nó không được chuẩn lắm nên là tôi sẽ quay chi tiết hơn để mọi người có thể xem được chi tiết cái phần đục chạm của sản phẩm này. Cực kỳ là bồng bềnh và sắc nét nha quý vị nhé. Đây là những người nghệ nhân hàng đầu của chúng tôi đục chạm đây. Phía bên này là có rồng và quy. Đây là rồng, gọi là sập tứ linh. Chính giữa là có đầu hổ phù. Đục chạm cực kỳ là sắc nét cũng như là kênh bong quý vị ạ. Không phải những người thợ nào có thể đục chạm vào những cái tác phẩm như thế này đâu. Đó, bên này thì là phượng và nghê. Đây là phần chân 24. Chúng tôi sử dụng 100% là chất liệu gỗ mít ta. Phía trên này là dòng trầu mặt nguyệt. Phần cổ này là dòng trầu mặt nguyệt. Tôi ra ngoài tôi quay em một cái góc nghiêng cho quý vị xem được. Đây là một góc nghiêng quý vị thấy được. Khi đứng ở góc máy này thì ta có thể thấy được phần chân nó rất là to. Chân 24 cực kỳ là hoành tráng luôn. Chân 24 và những sản phẩm mũ mít này chúng tôi đã để khô, cực kỳ khô rồi. Đây là phần ván mặt nhé. Tôi xin lỗi, hôm nay ánh sáng nó không được chuẩn lắm nên là chúng ta không thể nhìn nó không đẹp như thực tế đâu. Ngoài thực tế sản phẩm rất là bắt mắt, tuy nhiên là ánh sáng này nó không được chuẩn lắm. Và mọi người có nhu cầu thì các liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo số điện thoại là 0987 51086. Cơ sở của tôi có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và mọi chi tiết và hình ảnh chi tiết của bộ sản phẩm này thì tôi sẽ để dưới phần link mô tả tại website đồ gỗ Tùng Tám .com để mọi người có thể xem được chi tiết hình ảnh của bộ sản phẩm này. Tôi có địa chỉ cơ sở của tôi ở tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ nhé. Mọi người hãy lưu lại số điện thoại và mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh thì có thể để theo dõi được những video mới nhất của chúng tôi. Ngoài ra thì phía bên trong này thì chúng tôi cũng đang vừa hoàn thiện xong bộ sập thờ Mai Điểu chân 20 của anh Hiếu ở tại Đại An, Thanh Ba. Thì chúng tôi cũng vừa hoàn thiện xong rồi thì tôi sẽ giới thiệu cái sập thờ này ở một video clip khác mọi người nhé. Rồi, xin chào mọi người.